và mình không bị phân tâm. Thế bận rộn thì sao? Lý do bận rộn, rất nhiều người nói rằng bận lắm, rất là bận, bởi vì có rất nhiều việc, công việc, gia đình, rồi con cái này, rồi các bạn sinh viên thì nói là em bận học hành, em không có thời gian. Thế thì hãy tranh thủ bất kỳ thời gian nào, dành không gian cho bé này, với các em bé, đúng không ạ? Thì vẫn có thời gian, lúc chơi, lúc học, các bạn vẫn có thời gian. Với người lớn của chúng ta thì lý do bận rộn thực ra không không phải là lý do thuyết phục đâu ạ. Các bạn có thể đọc ở bất kỳ đâu, các bạn thấy không? Các bạn rất nhiều khi đi công tác, đúng rồi, do lười thôi và do mình chưa có chưa chưa để tâm thôi. Đấy. Thế thì các bạn thấy đây, cùng một khoảng thời gian đúng không ạ? Có người thì người ta ngồi đọc sách này, đợi ở sân bay đây. Có người thì ngồi đọc sách, còn có người thì sao ạ? Dùng điện thoại và lướt web. Chúng ta có thế không ạ? Chúng ta đợi xe buýt này. Chúng ta đợi một cuộc họp nào đó diễn ra này. Đợi cuộc họp có khi hẹn 10 giờ và 10 rưỡi mới họp. Đúng không ạ? Có rất là nhiều khoảng thời gian. Có người thì tranh thủ học ngoại ngữ, có người thì tranh thủ đọc sách. Còn có người thì chỉ vào Facebook để comment dạo thôi. Hoặc là like dạo thôi. Đúng không ạ? Thế thì có rất là nhiều thời gian. Ví dụ các bạn mà hay đi công tác ấy, thực ra những người bận rộn thì chính những cái khoảng thời gian transit ở các sân bay ấy, hoặc là ngồi trên máy bay có khi lại đọc được sách hay. Mình vẫn có thói quen này. Vẫn có thói quen là đọc ở bất kỳ đâu có thể. Và đọc ở nhà, chúng ta có thể dậy sớm. Một ngày chúng ta hoàn toàn có thể dành ít nhất 30 phút cho việc đọc bằng cách dậy sớm này. Đúng không ạ? Ngủ sớm, dậy sớm. Tạo thói quen tốt và hãy thiết lập thời gian cho mình, thời gian cho mình cho việc đọc. Đây, có những lúc đi công tác, những chuyến bay dài mình đọc hai cuốn vẫn hiểu được và đọc xong hai cuốn sách trong những cuốn trong công tác dài. Đây, Obama rất bận rộn, một con người vô cùng bận rộn vẫn có thói quen đọc sách. Thế có nhiều anh chị em nói rằng là mình nên đọc sách giấy hay là nên đọc e-book đây? Có người thì nghe sách nói, có người thì nghe sách nói. Thế thì lời khuyên của mình là như thế này. Đối với mình ấy, thì mình hay đọc sách giấy. Tại sao? Khi các bạn nghe sách nói ấy, thì cái giọng của người đọc ấy, nó ảnh hưởng cực lớn đến cái tưởng tượng của bạn. Giọng của người đọc nó rất khác với chuyện là các bạn đọc thì tự cái tiếng nói bên trong của bạn, cái tiếng nói bên trong ấy, nó sẽ nói cho bạn biết là bạn ứng dụng như thế nào, bạn tưởng tượng như thế nào. Nhưng mà khi mà nghe sách nói thì giọng của người đọc, có thể là người thì hào sảng, người thì trầm bình, đúng không ạ? Người thì có giọng rất là đều đặn, tùy. Thế nhưng giọng của người đọc cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Đấy là việc sách nói. Thế còn ebook thì sao? Ebook thì đôi khi, thứ nhất là cái cảm giác mà mình cầm một cái cuốn sách giấy ấy, thì nó thích hơn là việc mà mình cầm một cái máy, có thể là điện thoại hay là máy tính hay là Kindle để đọc. Và ebook thì đôi khi các bạn vẫn có bút để viết lên. Đấy. Thế nhưng mà cái cảm giác mà mình đọc sách giấy ấy, mình cầm bút, mình viết, mình vẽ, mình được ghi chép ở trên đó, đấy, mình được gấp trang, thì đối với mình nó cái cảm giác đấy nó thích hơn, mà mình lưu lại được, mình lưu lại. Thì đối với mình thì mình thích sách giấy hơn. Có nhiều người thì vẫn thích ebook. Đấy. Sách giấy thì nó cho mình cái cảm giác của cái việc nó thưởng thức được sách. Cái mùi thơm của quyển sách mình cầm, và khi mà mình gập từng trang đúng không ạ, và nó rất là tiện đấy, nó rất là tiện khi mình để ở đầu giường, mình cứ tiện thôi trước khi đi ngủ. Các bạn có thấy thích cái cảm giác mà ngồi cạnh cửa sổ trên một chiếc ghế cầm một cuốn sách đọc đúng không ạ, hay là cái cảm giác mà mùa đông nằm trong chăn ấm, bật cái đèn bà đèn ngủ lên đúng không ạ, phòng thì rất là ấm áp, và chúng ta cầm một cuốn sách, chúng ta đọc trước khi đi ngủ.
rất là thích, đúng không ạ? Thì đấy là đối với mình nhé. Còn khi mà tạo thói quen đọc sách thì các bạn vẫn có thể theo thói quen của mình thôi, theo thói quen của mình làm sao mà duy trì được. Tuy nhiên là mình thì mình có lời khuyên là đọc sách giấy. Đọc sách giấy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thế cách đọc hiệu quả đầu tiên là mình sẽ đọc lần một, đọc lần hai, recall phản biện, chia sẻ lại và sẽ đi ứng dụng, đúng không ạ? Thế bây giờ làm thế nào để chọn được sách hay đây? Chọn cho con và chọn cho mình. Chọn cho con và chọn cho mình. Có bạn nói là đọc sách có hai xu hướng của người trưởng thành đọc sách là như thế này. Có người thì vì khó ngủ cho nên đọc sách cho dễ ngủ. Cứ cầm sách lên vài phút sau là buồn ngủ díu cả mắt vào. Đấy là những cuốn sách bạn đọc mà không hiểu. Thế còn khi mà bạn đọc đọc một cuốn sách mà bạn hiểu nhé, và bạn thấy rất là thích ấy, thì thậm chí bạn còn ham mê, bạn còn muốn nán lại để bạn đọc thêm cơ. Thế cho nên một trong những dấu hiệu để biết là mình đang hiểu cuốn sách đó không và mình thích cuốn sách đó không chính là việc là cầm sách lên đọc và có buồn ngủ không. Như mình đọc là mình kể cả trước khi đi ngủ nhưng mà thường cứ phải ngắt đấy. Tức là cứ đúng 11 giờ là phải đi ngủ rồi. Không không ngủ muộn hơn. Thế nhưng có những lúc mà cầm vào cuốn sách đọc, ví dụ như là cái như lần đầu tiên mình đọc cuốn Bí mật của Phan Thiên Ân ấy. Bí mật của Phan Thiên Ân có 10 bài kinh ấy. Để dạy, đấy là những cái kiến thức truyền đạt của những người mà tài phiệt giàu nhất trên thế giới, có 10 bài kinh đấy, lát nữa mình giới thiệu. Hoặc là cái cuốn Kinh Talmud của người Do Thái. Rất nhiều cái hay để đọc. Thì hay là cuốn Bí mật chuyên gia chẳng hạn. Rất là nhiều sách hay, Người tối giản. Đấy là những cái cuốn sách mà mình rất là yêu thích. Nằm trong chăn là ngủ luôn à. Thế khi mà chọn sách thì chúng ta phải cần dựa vào ba cái yếu tố. Cái thứ nhất là lứa tuổi của mình này. Chọn sách phù hợp với lứa tuổi. Ví dụ như là các bạn chọn một cuốn sách rất là nhiều chữ, nhiều bậc phụ huynh ấy. Chọn những cuốn sách mà rất là nhiều chữ, tức là phù hợp với những bạn cấp 2. Những bạn học sinh cấp 2 cho lứa 4 à lứa lớp 4 lớp 5 thì con sẽ không thích đâu ạ. Lớp 3 4 5 thì các con vẫn đọc sách những cái loại sách mà có hình minh họa. Các con sẽ vẫn đọc sách theo những cái sách mà có khoảng 70%, 60-70% số chữ và sẽ có sách có hình minh họa. Còn lên đến lứa cấp 2 thì bắt đầu là các con đã đọc những cuốn sách mà hoàn toàn là chữ rồi. Thế mình phải chọn phù hợp với lứa tuổi. Hay lứa 0-3 thì chúng ta cần đọc những cái câu chuyện mà nó phù hợp với lứa tuổi của con, đúng không? Đọc cho con nghe. Đọc những cuốn sách, chọn những cuốn sách tương tác. Thế phù hợp với sở thích của con. Ví dụ có bạn, bạn ấy rất thích về địa lý khám phá. Thì mình lại mua sách văn học cho con thì con sẽ không thích ạ. Cũng giống như các bạn đang muốn tìm hiểu về kỹ thuật dạy học cơ, phương pháp giảng dạy. Bây giờ nỗi đau của mình là tại sao mà giảng dạy rất là tâm huyết nhưng mà trẻ chưa nghe. Thì mình chọn đúng, phải chọn đúng, đúng không ạ? Thế có những bạn nhỏ thì đấy chính là tức là chọn không đúng sở thích ấy, hay là chọn không đúng lứa tuổi là nó dẫn đến cái việc là chúng ta tặng sách cho người khác. Đặc biệt là bố mẹ mua sách cho con ấy, thì con nó không đọc. Con nó không đọc. Thế là mình thất vọng, mình thất vọng mình bảo là con em nó không thích đâu, con chị nó không thích đọc sách. Không phải. Các bạn, phụ huynh đấy chỉ nói với mình là con 8 tuổi là nữ và rất là cá tính. Đấy. Nó đang thích đọc truyện tranh. Thì mình chọn cho bạn gái một cuốn sách thì bạn ấy cầm và bạn ấy rất thích luôn. Hay một bạn trai rất là thích khám phá về tàu, về vũ khí, về chiến tranh. Đấy, một bạn trai 12 tuổi thì mua một cuốn sách là bạn ấy ngồi bạn ấy đọc ngấu nghiến luôn. Thế cả về bạn tặng sách cho người lớn cũng như vậy. Mình cần biết là tức là cái tử huyệt cảm xúc của người ta là gì đấy. Cái mối quan tâm của người ta là gì, đúng không ạ? Và cả khả năng của người ta nữa. Đấy. Bởi vì đọc sách để hiểu được thì kiến thức nền ấy,
kiến thức nền là phải tương ứng, đúng không ạ? Cho nên là các bạn sẽ thấy là đôi khi là 5 năm trước mình đọc cuốn sách đó rồi, thế sau đó thì bây giờ mình đọc lại, thế nhưng mà mình cái cảm giác của và những cái hiểu biết, những cái chiêm nghiệm của mình ý, đọc bây giờ nó rất khác với 5 năm trước, bởi vì cái kiến thức và cái trải nghiệm của mình nó tăng, đúng không ạ? Nó tăng lên, cho nên là mình hiểu cuốn sách ấy hơn và có những cái chiêm nghiệm tốt hơn. Đấy chính là cái lý do mà đọc phải phù hợp với khả năng. Đọc sách quá khó thì sẽ dẫn đến việc nản bao giờ, còn đọc sách quá dễ thì nó lại không tăng cái năng lực của bản thân mình ấy, và dễ nhàm chán, đúng không ạ? Rồi, thế thì cách chọn sách như thế nào đây? Làm thế nào để chọn sách? Việc đầu tiên ấy là mình chọn những cuốn sách nói về những cái gì mà mình chưa làm tốt. Ví dụ chưa cho những hoạt động kiểm tra đánh giá một cách có hiệu quả cho học sinh thì mua sách về kỹ thuật kiểm tra đánh giá. Hay một bạn trẻ nào đó đang thấy là kỹ năng giao tiếp rất có vấn đề, mình truyền đạt ý nhưng mà sếp mình, đồng nghiệp của mình, bạn bè mình chưa hiểu mình, thì chúng ta phải hãy chọn những cuốn sách về những điều mà mình làm chưa tốt nhưng mà mình nó thấy nó rất cần thì chúng ta chọn, đúng không ạ? Tiếp theo là mình phải đọc cái gì mà hỗ trợ để tăng giá trị bản thân của mình lên, tăng giá trị bản thân. Đôi khi bạn đọc sách nuôi dưỡng tâm hồn nhé, thì đấy cũng là tăng giá trị bản thân rồi, và mình thấy là tâm hồn mình vẫn còn những cái cần phải hàn gắn, cần phải lấp đầy, đúng không ạ? Đấy cũng là những cái mà mình cần phải làm tốt hơn. Thế thì việc đầu tiên khi mà muốn chọn được một cuốn sách trúng á, thì mình phải xác định là mình cần gì đã, mình đang tìm cái gì, mình đang cần gì. Thế sau đó mới đến bước 2 là mình đi chọn và mua sách. Đầu tiên là chúng ta hãy xem tiêu đề sách này, xem cái bìa ngoài của nó, xem bìa ngoài của sách, giới thiệu về tác giả là ai, cái lời giới thiệu của cuốn sách đó, về cách thiết kế cuốn sách đó, có mục lục của nó, có những cuốn sách không 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 ổn, đấy là từ cái mục lục, cách mà phân bố mục lục đã chưa rõ ràng, thì chúng ta sẽ xem từ bên ngoài, cái này là xem về mặt hình thức này, quan tâm đến nhà phát hành, tác giả là ai, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đọc lướt qua, cầm cuốn sách đấy đọc lướt qua nội dung, cái cách phân bổ và qua nội dung của cuốn sách nó có đúng với cái tiêu đề hay không, đọc lướt thôi, rất là nhanh. Đó. Tham khảo. Có rất nhiều nhà sách thì nhất là bán online thì người ta sẽ giới thiệu tóm lược nội dung của cuốn sách đó. Có một cái cách nữa, đấy là các bạn tham khảo từ chính những người đọc cuốn sách đó rồi, hay là các bạn muốn tìm hiểu về lĩnh vực nào đó, ví dụ các bạn muốn tìm hiểu về kỹ năng về kiến thức về marketing online, hay là đọc về AI, về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục chẳng hạn. Có rất là nhiều cuốn sách hay về cái lĩnh vực này, đúng không ạ? Xu thế mới. Thế thì mình sẽ hỏi luôn, hỏi những người mà nghiên cứu về lĩnh vực này, thì người ta sẽ đề xuất cho bạn. Hỏi những người yêu sách, hỏi như mình vừa nói, hỏi chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn cần tìm kiếm sách, thì các bạn sẽ tìm thấy những cuốn sách hay. Rồi, tiếp này. Thế thì với từng lứa tuổi thì chúng ta sẽ chọn sách nào? Với từng lứa tuổi, chúng ta sẽ, với lứa tuổi 0-3, lúc này các con cần phát triển vận động tinh. Vận động tinh là vận động của tay đấy, vận động tinh. Chúng ta sẽ chọn sách tranh. Lúc này con rất bị hấp dẫn bởi màu sắc, hình khối và cần phát triển vận động tinh này. Con tương tác, hãy chọn sách tương tác cho con. Đấy. Chọn sách tương tác cho con. Và số chữ ít thôi. Đấy. Đây là sách tương tác. Tức là các con mở ra thì có những cái hành động ấy, tương tác được với sách. Đấy là lứa tuổi 0-3 và mình sẽ đọc, rồi mình trò chuyện, mình chỉ. Đấy. Và hãy cho con chơi với sách. Lứa tuổi 0-3. Đúng không ạ? Đây. Những cái câu chuyện nó rất là hay. Dày nhỏ đi thôi. Đấy. Cùng lau cho sạch nào, tay xinh đâu nhỉ.
giọng của người đọc cũng sẽ theo giọng của các bạn ở đây, của sách, đúng không? Đúng rồi, có rất là nhiều nhà sách thì in ẩu, tuy nhiên là chúng ta phải chọn, chúng ta cực kỳ phải chọn. Có những cuốn sách còn bị lỗi sai chính tả, chúng ta tuyệt đối tránh, đúng không ạ? Tuyệt đối tránh. Chúng ta phải rất là cẩn thận trong chuyện chọn sách đấy. Thế còn lứa tuổi 36 thì sao? Lứa tuổi 36 thì chúng ta sẽ thêm, bắt đầu phải phải chọn những cuốn sách về kỹ năng sống và kỹ năng sinh tồn cho con. Chúng ta, mình không không nghĩ là không nên nghĩ rằng là phải lên đến cuối cấp 1 hay là cấp 2 thì mới bắt đầu dạy về kỹ năng sinh tồn và kỹ năng sống cho con. Đấy. Mà gì ạ? Đấy, chúng ta hãy bắt đầu từ lứa tuổi 36. Hãy chọn những cuốn sách về kỹ năng sống. Đây. Có những cuốn sách nó rất là rẻ thôi, 20-30 nghìn, mà viết và màu, in màu rất là đẹp. Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích. Đấy. Cho con đọc bộ truyện chuột tít để tạo ra những thói quen tốt cho con. Bộ truyện này chắc chắn là nhiều phụ huynh ở đây đã biết rồi. À, 17 cuốn, một bộ truyện chuột tít về những cái điều xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ, chuột tít có em, khi con còn nhỏ, mẹ sinh thêm em thì con thế nào đây? À, chuột tít không muốn ngủ. Đấy. Thế có những lúc các bạn nhỏ, các bạn ấy trằn trọc, các bạn ấy không muốn ngủ thì sao? Đúng không ạ? Có rất là nhiều những cái còn hại đây. Chuột tít không chảy răng, à, không muốn lại chảy răng, thì đây là đi vào những cái vấn đề của các bạn nhỏ, và đây là một bộ truyện rất hay, và khuyên các phụ huynh có con lứa lứa tuổi 36 mua cho con. Ngoài ra thì có các bộ sách Ahorn. Đấy. Đây, các bộ sách của Nhật để nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ. Thì lứa tuổi 36 rất là nên mua những cái bộ sách nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ như thế này. Mua con sẽ thích. Chúng ta cứ đọc đọc cho con hàng ngày. Lúc đầu tiên ấy, chúng ta đọc thì con chỉ ngồi nghe khoảng 3 phút, 5 phút thôi, xong con lại chạy đi. Dần dần chúng ta kiên trì tiếp tục, chúng ta vẫn đọc. Đấy. Hôm sau thì con sẽ ngồi lâu hơn. Cứ dần 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 thì con sẽ thích, và có sẽ đến lúc bạn thành công, đấy là lúc mình không đọc thì con sẽ đòi bố mẹ đọc sách cho con nghe thì con mới mới chịu. À, thêm đến cái lứa tuổi lớn hơn một chút, thường là khoảng 6 tuổi trở lên, thì các bạn có thể mua cho con những cuốn sách về cách về những cái kỹ năng liên quan đến việc chia sẻ rồi quản lý tiền bạc. Và đây là một bộ sách mà rất là khuyên các phụ huynh mua cho con. Đây ạ, tớ là CEO nhí. Thế thì ở trong cái bộ sách này thì người ta dạy về dạy trẻ cái cách bắt đầu là hiểu về tiền này, quản lý tiền. Tại sao mà có nhiều phụ huynh ấy, thực ra như mình trước đây thôi, thì bố mẹ cứ bảo là con cứ học đi, con cứ cứ lớn cứ bình thường đi, không phải lo gì về chuyện tiền bạc cả. Nhưng việc đấy có phải là hẳn là tốt không ạ? Thế thì tạo ra những đứa trẻ là nó cứ vô lo vô nghĩ, chả biết quan tâm chi tiêu tiền bạc gì đâu, đúng không ạ? Mình nghĩ rằng là đến một lứa tuổi nào đó thì tự cuộc sống nó sẽ cho mình những cái trải nghiệm, và mình kiểu cho mình vài thắc mắc chẳng hạn, thì là mình sẽ phải biết cách quản lý chi tiêu. Thế nhưng mà ta nên cho con một cái con đường, tức là chúng ta cho con cái hiểu biết đúng. Đấy. Đây này, bộ tớ là CEO nhí. Con biết cách kiếm tiền bằng những cách nào này, làm sao để tiết kiệm tiền này. Các bạn có thấy rằng là đôi khi mà con có tiền mừng tuổi ấy, thì có thói quen là bố mẹ dùng, bố mẹ giữ của con và chả biết là bố mẹ dùng vào việc gì nữa. Nói với con là đấy là bố mẹ giữ hộ, nhưng mà con không thấy bố mẹ trả lại. Có những bạn nhỏ thì được bố mẹ cho quản lý tiền tiết kiệm, cho quản lý tiền mừng tuổi, nhưng mà không lâu sau thì hết sạch, là mua kẹo, mua bánh, mua đồ chơi, vân vân, đúng không ạ? Thế thì rất là nhiều tình huống. Mình thì cũng đưa cho con quản lý tiền tiết kiệm. Thế các bạn nhà mình thì các bạn ấy cho quản lý tiền mừng tuổi. Các bạn ấy có chia ra các cái trong các cái túi liên bao lì xì ấy. Đấy, tiền ăn vặt trong cả năm là bao nhiêu, tiền mua sách là bao nhiêu,
à, tiền khao các em, cậu anh trai còn còn có một khoản tiền là tiền khao các em. Đấy. Thế còn từng khoản bạn ấy ghi ra và bạn ấy cho chia cái tiền mừng tuổi của bạn ấy sau dịp Tết vào những cái túi lì xì như vậy. Đấy. Bạn nhỏ nhà mình thì bạn ấy đọc cái bộ này từ khá sớm. Bây giờ đã có thu nhập riêng, bạn ấy có thu nhập riêng của bạn ấy rồi. Đầu cấp 2. Ngoài ra thì có bộ sách này, Sống khỏe ư đơn giản cực. Đây là một bộ sách rất là hay, trả lời cho các bạn nhỏ những câu hỏi về việc khi mà giả sử như là dùng tăm thì có tốt không, hay là chảy máu cam ấy thì nên cúi hay là nên ngửa đầu lên. Đấy. Để chai coca trong xe ô tô thì nguy hiểm như thế nào? Sống khỏe ư đơn giản cực. Cái bộ sách này có 4 cuốn, 4 cuốn. Mà trong bên trong là tranh minh họa rất là đẹp. Đấy, các bạn này đọc thì vừa thích thú này. Những cái bộ sách này, hai bộ sách này đều rất là phù hợp với lứa tuổi từ 6 tuổi trở lên này. Và với những bạn mà đang muốn biến đổi từ truyện tranh sang truyện giáo dục, sách truyện giáo dục thì bố mẹ rất là nên chọn bộ sách này cho con. Đấy. Những bạn nhỏ, có những bạn chỉ thích sách truyện tranh thôi thì mình phải chuyển từ từ, chứ bây giờ bạn ấy đang thích truyện tranh mà mình mua luôn truyện đầy là chữ, nhìn đã thấy bạn ấy đã thấy không thích rồi, đã thấy chán rồi thì không ổn đâu ạ. Chúng ta phải bình tĩnh từ từ, đúng không? Thì đây là một cuốn sách mà cực kỳ thu hút các bạn ấy. Các bạn ấy thấy là mình biết những cái kiến thức này mà người khác không biết, đôi khi ấy, bạn ấy có được một cái trạng cái cảm giác là sao bố mẹ lại không biết cái này nhỉ, mà mình phải nói cho bố mẹ nghe. Đấy. Ví dụ như bạn nhỏ nhà mình, bạn ấy đọc cái bộ này từ sớm lắm, thì lên lớp khi mà cô giáo thấy bạn chảy máu cam ấy thì cô bảo bạn ấy ngửa cổ lên. Ngửa cổ lên thì bạn ấy sẽ góp ý cho cô. Đấy. Hay là đi trên ô tô để một chai coca ở trên xe vào trời nóng thì bạn ấy nhắc nhở ngay. Đấy. Tạo thói quen cho mình. Có tập 1, tập 2 là sống khỏe ư đơn giản cực. Rồi tập 3, trong nhà chưa chắc đã an toàn đâu nhé. Rồi những cạm bẫy ngoài đường phố là một bộ sách mà rất là hay, hơn 200 nghìn. Đấy. Cũng dùng được cho trẻ cuối cấp 1 ạ, bắt đầu khoảng 8 tuổi là các bạn ấy đọc được rồi.